thùng nào vậy nè? Nó chung vô cái giỏ của nó. Giỏ thương chưa? Giỏ thương quá à. Thế đâu có ai làm hại đâu. Trời ơi, giỏ thương gì đâu á. Con đang chút thôi chứ. Thôi để con thả xuống. Mỹ mến chào cả nhà. Cả nhà ơi, hồi nãy giờ Mỹ với má của Mỹ đi lên trường Season để mà tham lại trường cũ cảnh xưa. Coi cái phong cảnh trường Season rất là vui. Thì bây giờ Mỹ cũng sẽ tương thực lại cái cảnh này cho cả nhà xem nha. Cái cảnh xung quanh trường Season rất là đẹp. Và cái ao của cái vườn đó, của trường Season đó đó, là họ là nhân tạo và họ tạo ra cho người cộng đồng ở gần gần trường, ai tới tham quan cũng được hết. Thì sẵn nhân dịp cuối tuần thì má Mỹ với Mỹ đã đến tham quan ngay cái cảnh sân trường đó. Cây cam trái sai quá, sai luôn á. Cái cây cam trái nó sai gì mà nó sai vàng cây luôn á. Nhưng mà không có ai ăn đâu nha cả nhà. Cam này là cam trồng lấy cảnh thôi. Trái nó ra nhiều mùa đó. Rồi riết là trái cam nó nhỏ lại như tôi biết thôi mẹ ha. Đấy, chung sơ. Mới sâu rồi mẹ. Cái cây này mới chầm vô nè, hay là sao á. Cái bự hơn này mẹ. Nó chầm vô đó, cái cây kia nó cẩu đâu thì cây nọ nó tấn lên nè. Mê trái gì mà dữ không? Quá trời trái luôn. Này là vườn Season nha cả nhà. Vườn cam của trường. Mấy cái bằng tinh tinh dễ thương bé. Cô dâu chú rể cũng tới đây quay phim chụp hình này cả nhà. Lấy cảnh. Cũng đẹp lắm chứ bộ. Wow, coi đăng việc kìa mẹ. Mình vô trong nè mẹ. Nhìn mấy giờ nước mát lẻo quá cả nhà ha. Nay vịt, vịt này vịt trời nha cả nhà. Vịt sống thiên nhiên, sống tự nhiên, do đâu có ai mà... Vịt này tự đẻ trứng xong rồi ấp, rồi nở con. Vịt này là biết bay hết á, vịt trời không đó, chứ không phải vịt giống như ở Việt Nam mình. Kìa rùa kìa mát, rùa dễ thương quá. Wow. Rùa bự lắm. Nè mát, nè, nó trống đây nè, cô thấy, mà thấy không? Thấy. Con quay sát rồi rớt cái phone. To lắm, to, to như cái cây đi luôn. Con rớt cái phone lại, kìa, con nhỏ kìa. Anh dễ thương quá. Cái này bé Hân bé Huy bữa nay hơi mệt, không có chịu đi chung chứ không là nó thích lắm. Dạ, yeah, mấy cái cảnh này buổi chiều này bé Hân bé Huy chắc thích lắm á. Buổi tuần sau chở hai đứa đi. Đi coi đồ Halloween. Cá này mẹ, cá con quá trời nè. Đi coi đồ Halloween sẵn đi chở ghé đi chơi. Tuần sau mình ghé tiếp thôi mẹ ha. Cảnh đẹp ghê vậy đó. Mấy con cá con là dịp nó ăn ngon. Cũng nhiều lắm, đông thèm luôn á chứ. Mênh mông luôn, cá cũng quá trời mà. Vịt, chim rồi bữa nay nước trong quá. Má má coi ma coi nè. Con này giống con thiên nga quá má hả? Mấy con vịt trắng. Không phải là vịt ở đây là có loại nó lông tiết, có loại nó lông trắng. À con cu, chim cu kìa. Chim cu màu trắng kìa. Dạ thấy không á. Cặp gì? Cá bầy luôn á chứ. Bữa nay nó lớn quá. Mấy chút nó nhỏ bữa nay lớn mà. Mà bữa nay hả mới thay nước sao nước trong quá má ha. Mình đợi coi nè mẹ dễ thương không? Nó biết làm bạn nữa chưa? Coi kìa. Wow. Nó no, ở dưới đây là cá con nó ăn nó cũng no à. Nhưng
rất là đẹp. Cá cả bầy luôn, nó thèm ăn luôn á chứ má hả? Yeah, cá nhiều lắm. Mình đỡ cái tay xuống anh cũng bò lại nữa. Coi nè má, nó giỡn nè má, dễ thương quá à. Má lại coi nè. Má cắn lộn. Nó giỡn với nhau, nó chơi với nhau chứ cắn lộn gì. Wow. Thương chưa? Vô phân cũng thấy rõ lắm. Đúng rồi chứ, ngồi dễ thương lắm cả nhà. Nó kêu con kia nó giỡn. Ba con, nó biết nhiều thêm. Để cho nó làm bạn, còn con chim kia dạng ghê. Dễ thương quá. Nó thấy mà nó tưởng đó mình tới cho đồ ăn nó kìa. Ồ. Mấy cái con mà cái đầu tiếu tiếu là mấy con dịp cò, còn mấy con mà... Không có mang đồ ăn cho ảnh chứ, mang đồ ăn tới cho ảnh là ảnh chạy tới liền à. Mình bỏ đồ ăn có thể nó chạy tới chân mình luôn đó mấy ha. Cúc cúc cúc, cúc cúc cúc. Ở Việt Nam mình kêu dịch bằng tiếng sao con quên mẹ. Ru 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 ru. Wow, con này mẹ ru nè. Cảnh đẹp quá ha. À, hai con rùa nè mẹ, hai con rùa kế bên nè, nó chạy lại mình gần mình nè. Để con quay sát lại. Bà con cũng chiều chiều cũng dắt con, dắt gia đình tới đây chơi nè cả nhà. Má, ánh mặt trời kìa má, đẹp quá má ơi. Ánh mặt trời đẹp quá à. Wow, sunset nè cả nhà. Cảnh sunset đẹp quá. Wow, mấy cái vòi nước đẹp quá ha. Buổi chiều mát mẻ. Nhờ có cái hồ nước hay mình đi chơi thấy thoải mái hết chứ. Quang cảnh mát mẻ ghê cả nhà ơi. Mát buổi chiều thấy mát mẻ. Coi kìa má, ở bên kia kìa. Người ta chơi đó chứ. Đông cho người cũng đông. Bây giờ cũng khoảng 7 giờ chiều cả nhà. Chắc cỡ 7 giờ ạ. 7 giờ chiều á. Dịch bên đây cũng nhiều ghê mà con nào cũng lấy lớn ha. Nó biết bay kìa, nó biết bay. Ngày tốt. Con thấy ở Mỹ thì hình như người ta cứ chọn cuối tuần thôi, đâu có cần ngày nào ngày tốt hết. Đúng rồi. Thường thường cuối tuần ấy là ngày tốt à. Trong có trong tuần mắc lo đi làm quá. Ồ ồ. Có chừng chứ rớt dưới nước kìa. Xuống chưa? Nhưng mà tối mấy dịch nó ngủ mấy cái bụi nào ha, cho nó ở nước hoài vậy anh. Chắc nó cũng có cái chỗ nó ngủ chứ. Thì nó chú ý mấy bị rậm bụi cỏ thì nó ngủ thôi. Chắc vậy á. Dạ, với cây cam gì kìa, nguyên gốc cây cam kìa. Ồ. Nhưng mà cũng đủ ấm ở đâu. Đúng rồi, mấy cái bụi đây. Đúng rồi mẹ. Mấy cái bụi đã ấm lắm rồi. Chắc là chú ý ngủ trong đây. Đúng rồi. Wow, bên đây nhiều ghê, nhiều lắm. Wow, so beautiful. Bên đây lớn quá mẹ. Buồn quá. Trời thương quá. Dạ thương quá. Tuần sau đi tiếp á, tuần sau dắt quá, đi. Tuần sau dắt Bảo Hân ở Gia Thị tới đây. Thích thì nó tới đây nó thấy nó thích nè. Đúng rồi. Hồi nãy mình tưởng nó có mấy con kia đây hàng trăm con. Nên nó lớn, bữa trước mà nhớ con chút chút tí tí không? Sao? Mà nó ở sâu ở dưới, bây giờ bên đây đẹp quá. Wow, dễ thương quá. Không dám đâu. Tuần sau mình đi xem nó đòi ăn, nó đòi ăn. Nó dễ thương quá cả nhà. Nó đòi ăn. Vậy đó. Nó đòi ăn. Sợ quá. Nó thấy cái tay mình mà nó không có né mà nó còn nhờ thấy nó đòi ăn. Nó đòi ăn. Sợ quá. Gì đâu á.
Ở đây còn vui hơn ở Bao Bao Park nữa mấy ha. Ồ, rồi nhiều ghê nhiều. Thương quá thương anh. Mình đừng có thả đồ ăn bậy xuống nha mẹ. Thả đồ ăn bậy xuống là bị nó ăn nó đúng á. Dễ thương quá. Đừng lên phi cái headphone nha. Please. Khôi để nó theo tỉ má đi. Mày bỏ tay xuống vậy vậy nữa. Ờ. Nó nhào tới luôn. Sợ quá, sợ quá. Đúng vậy, nó thụt cái đầu xuống lại. Nó thụt cái đầu như thế lắm. Đồng vô là thụt đầu dại. Ồ ồ. Coi. Đã chưa? Dạ thương bác cả nhà ơi. Nó đến đâu tới tay nè, không có cái chết. Cục sợ nó cắn tay. Sợ nó cắn tay. Nó há miệng ra. Anh dạ thương quá à. Nhiều ghê nhiều ạ. Nó cứ chấm chấm cái đầu lên á ha. Wow. Thương quá. Sao không? Chấm 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 cái đầu lên. Trời ơi, này nó lớn ghê, lớn. Nhiều ghê, bữa nay nó nhiều thiệt á chứ. Vũ vũ nước là nó lại, nó tưởng mình cho ăn nha. Thương quá. Bắt con ơi. Bắt con cầm lên tay thử ra dám không? Con bắt thử con nha. Ừ. Không, nó không cắn đâu. Nó làm gì cắn. Thôi con bác thử con ha. Con bác con nhỏ nha. Mẹ. Nó coi thứ. Ô, thùng đầu vô nè. Nó chung vô kia giỏ của nó. Dở thùng chùa. Dạ thương quá à. Thế đâu có ai làm hại đâu. Trời ơi, dở thương gì đâu á. Con đang chút thôi chứ. Ờ. Thôi để con thả xuống. À, dòm lại kìa. Rút khi thả nó xuống nó bơi à. Tạo nghiệp chưa à? Làm anh hết hồn. Anh hết hồn. Anh hơi bị hết hồn chút xíu. Lại nữa không? Nó lại nữa không? Lại nữa nè, mặt bay luôn. Con vẫy tay là anh bày lại. Anh lại nữa mấy anh lại nữa. Lại anh nữa. Anh không sợ đâu. Anh còn cắn tay con nữa kìa. Cắn tay tay. Cắn tay con hả? Nhiều thiệt á. Cắn tay con kìa. Chuồng của bé Hằng, bé Huy chắc là thích á. Mà con lớn mà bắt được cái má nó bự lắm. Tuần sau dắt mấy đứa nó tới cho nó coi. Má coi kìa bên kia coi vô nước chảy ra kìa. Chút xíu mình qua đó coi ha. Đúng rồi. Lặng rồi, mặt trời giờ gần lặng rồi. 7-8 giờ rồi chứ đâu sớm đâu. Mấy chú gì đó ở đây anh nào anh ấy cũng mệt ha. Ừ. Dễ thương quá. Còn bên đây thì nó nhiều hơn. Chắc vậy á, nó thuận bên đây hơn thành nó đông hơn á. Ồ. Giờ đây mà mấy ảnh còn chơi hoài dữ ha, chưa có đi ngủ đâu ha. Tát tát. Ru 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 ru. Con này bạch hà là giờ mốt hà nhiều dữ vậy. Thôi con nghĩ bạch hà nhưng mà giống như bạch hà. Đúng rồi bạch hà mấy bạch hà đó. Để con đứng lên đây con quay ảnh nè. Ru 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 ru. Này vang hết cảnh xung quanh cái hồ của trường Si Sành lên cho cả nhà. Gọi tắt là Si Sành. Trường này có tên là California State University Notre Dame. Qua anh dịch này nhìn nhàn ảnh nhàn ghê không? Không có con nhỏ, con lớn hết. Bờ cả ngày là mỏi. Giờ đứng đây rỉa lông kìa. Nhàn ghê á. Vang cảnh đẹp quá má ha. Cái này là bản đồ của cái xung quanh cái hồ này đó cả nhà. Đây là những cái loại rùa, cá, những loại động vật ở trong cái hồ này nè cả nhà.
qua có loài cá nhưng mà lớn bự con quá kìa cả nhà. Nè. Hình như cái này là cá khoi hay sao cả nhà? Ờ đúng rồi, cá khoi. Đó, quyệt. Đủ thứ loài động vật ha cả nhà. Đó, trường này có tên là Si San nè cả nhà, Si San. Cái bụi bông bông cỏ đó là nó chịu nắng lắm ha. Bông leo nè má ha, cỏ leo ha má ha. Ừ. Cái này là cỏ, là cỏ leo ha. Cỏ giống như lông công vậy đó. Nó chịu nắng, cỏ này nó chịu nắng đó. Dạ. Đẹp chưa? Còn thì tối là vịt chắc nó cũng ngủ. Dạ, chắc chim vịt ha, chung như mấy cái bụi này ngủ thôi. Mà đây gần đây nước cho nên nó tốt, cho nên cả trái này nó to. Trái to lắm. Ồ, trái to bằng trái bưởi luôn á. Mà sai cơ đó. Đó, cả nhà thấy không? Trái to lắm á. Đó, cam sai cơ, sai cơ. Cam cá nướp này mẹ, cam cả nhà thấy không? Có, cam nấm nè hả? Đó, ngọt á. Là cam ngọt á, mà trái ngọt á đây này. Ồ, kiếm của chừng mai mốt mà cái trái cam này nó lớn nè, giống như cũng bằng ngọt lắm cái tô đó. Nó gần như cái tô đó. Loại cam này thì sẽ quả dày. Cam bự lắm, lớn. Mà ngọt nữa. Cả nhà nghe cái chuông không? Cái chuông đồng hồ cứ đúng giờ là cái chuông của trường reo lên như vậy đó nhé cả nhà. Cái chuông này reo lên giống như chuông nhà thờ vậy đó. Coi kìa, cả nhà thấy không? Nghiêng cả chùm luôn cả nhà thấy không? Đó, cam này là mai mốt lớn và vỏ dày một chút nhưng mà ngọt lắm, ngọt thanh luôn á, ngọt như đường luôn á. Cái này nó có cái nấm ở dưới này, cái nấm này, nấm hết á. Trái bự lắm nha cả nhà. Nhưng mà đây trường trồng thôi chứ không có làm cảnh thôi chứ không có ăn đâu. Đó. Còn nhớ mấy hôm trước có cái bác gì đó cứ vô trường xin cam nhớ không má? Bác dọn. Đúng rồi. Khi mà mùa chín lên á. Họ xin ở nhà trường hái. Tại vì chùa, em không phải chùa, trường họ không phải ăn. Mình bác xin. Bác cũng xin hái không nhiều lắm. Coi kìa cả nhà, nghiêng chùm khổng lồ bự luôn kìa. Nè, cả nhà thấy không? Đó. Đông đưa, cả chùm nó coi chừng vậy. Quá trời luôn. Đây cái nhánh đơn chút mà năm trái luôn kìa. Bây giờ điện cũng sáng lên rồi không? Biết sao không? Đây là cánh hoàng hôn đó. Mặt trời vừa lặn là kêu cánh hoàng hôn á. Yeah, mặt trời còn le lói á, chứ mà nó lặn ở phía đấy á. Xung quanh giờ cũng lên đèn rồi. Đúng rồi. Ngồi dưới mát quá. Đúng rồi. Nhìn nhàn ghê không cả nhà. Bằng dạy cho mà nó đẹp, nơi đẹp. Đúng rồi. Mà ở đây mà thấy không? Cá li ti nhỏ nhỏ quá trời luôn nè mẹ. Rùa cá quá chừng luôn kìa. Cái hàng ba bông này làm cho cái khung cảnh còn thêm đẹp hơn ha. Đây cái hàng bay luôn á, còn nhiều lắm, nhiều lắm. Công nhận. Nhìn cái cảnh thanh bình quá cả nhà ha. Rất là thanh bình luôn đó. Có xe đạp đem đi. Người lớn, con nít chạy chơi vòng vòng ở đây cũng vui quá ha mẹ. Cây cam kia cũng xum xơ kìa con. Dạ cả nhà. Cả hàng ngàn trái luôn. Cả nhà nhìn xung quanh nè, tắt để mình quay một vòng xung quanh cho cả nhà xem ha. Nghiêng một cái vườn cam khổng lồ xung quanh đây nè cả nhà. Đây mà gặp các nơi mà họ tự trồng chứ không thâu, họ hái rồi họ phá. Mình là... mình muốn hái là mình vô mình xin trước rồi mình chứ hái. Không được phá. Đúng rồi. Chứ đâu có tự nhiên tự động mình vô mình hái, ai cũng có cái mình tự trọng thôi. Đúng rồi. Chứ đâu có ai mà ở đây canh được cả nhà. Họ trồng để mà giữ cái cảnh xung quanh trường cho đẹp thôi. Cái cảnh đẹp quá trời đẹp luôn nè cả nhà. Môn họ trồng nhìn giống cái cảnh thiên nhiên quá ha.
Rồi ở đây có có chiếc xe của nhà trường, hai ba chiếc xe chắc phải của giáo gì vậy? Đúng rồi, của khách đậu ở đây hay là của nhà trường thì mình không có rõ. Nè cả nhà, ở trong này nó có những cái bụi rậm này, con nghĩ bụi rậm tối mấy cái bụi rậm này là vịt vô chung chui vô đây ngủ nè mẹ. Này mấy cái cây cỏ bông lau hả mẹ? Cây cỏ nhưng mà cao dữ vậy ha. Có dại nhưng mà không phải có dại, người ta trồng chứ sao dại đâu. Này tất cả là được nhân tạo hết chứ không có dại đâu má. Làm sao mà dại. Bây giờ hơi tối ở cả nhà, không biết cả nhà có nhìn thấy rõ hay không. Nhưng mà cảnh vẫn còn nhìn thấy thơ mộng đẹp quá. Cam nữa nè mẹ. Cây nào trái nấy à. Quá trời trái luôn nè cả nhà. Thấy không? Cây này chắc cam chua. Ờ, có đây con coi cam chua. Ồ, cam chua. Tại nhà cả nhà thấy không? Cái cam nó suông, nó tròn, nó không có cái nếm ở dưới này nè. Đó, là cam chua. Ở Mỹ đây phân biệt bằng cách đó đó cả nhà. Đó. Cả nhà thấy không? Cam nè. Quá trời luôn ha. Nha. Bây giờ người ta tối thì người ta đã mở đèn lên rồi nè. Đèn lên. Cam này cả nhà thấy không? Sai quá. Sai quá chứ. Sai quá. Sai quần cây luôn. Sai quần cây. Nhưng mà cam ở đây họ đỡ thấp thấp chứ họ không có đỡ cao nha cả nhà. Tôi mua họ trim. Họ trim, họ cắt bớt đó. Tôi mua là họ cắt, họ tỉa cái cây cao, cam nó nhìn thấp thấp như vậy đó. Đỡ cao mà cong họ leo trèo sợ té. Người ta cũng treo đông ngồi cả băng đá chứ. Đúng rồi. Nhìn mấy cái cây con dại con đẹp quá cả nha. Bông gì lạ lạ đẹp quá. Nó bị khô rồi. Hoa giờ tím tím hả mẹ? Phải không? Đây này, cây đây đẹp này con. Ồ đúng đó. Nhiều dữ mà tưởng đâu con cây kia nhiều dữ. Đây nó đây nó chín không à? Tím 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 hả mẹ? Đây nó chín không, còn cái đọc kia còn màu tím đẹp hơn. Wow. Cảnh đẹp á. Nhìn thấy đẹp hết cả nhà ha. Mát dịu 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 ha má. Do mình đi ở đây cũng mới đi exercise cũng được nữa. Con không ngờ là thứ bảy thứ nhật họ cho mình đậu xe free ở trước đường cũng tiện quá ha. Do mình đi ăn xong buổi trưa á, rồi đi ghé vô đây cũng được á. Nè cả nhà thấy không? Môn quá trời nhiều luôn. Ở Việt Nam mình nói là bà ngoại của Mỹ dạy á, là cây môn mà có cái chấm đỏ ở giữa đây á. Chấm đỏ ở giữa là nè. Môn nó không có ngứa. Đúng rồi, là mình có thể làm dưa môn ăn được đó cả nhà. Dưa môn nấu canh gì được. Còn nếu mà không có cái chấm này đó là mình ăn ngứa dữ dội lắm. Mình không có ăn được. Lựa cho kỹ. Nhưng mà cái môn, nếu mà cái môn mà môn này gọi là môn ngọt hay mấy? Môn có chấm đỏ. Đúng rồi. Mà nếu cái môn ngọt này nè mà trồng chung với cái loại môn mà không có cái chấm đỏ đó thì nó còn bị nó lây kia, nhau kia, nó, mình cũng ăn không được nữa nha. Ăn nó tưng tưng nó ngứa kia. Còn cái cây bông gì đây bị khô rồi mà cũng dễ thương ha. Giống cây bông tím kia mấy. Đó. Nó nhưng mà giờ nó khô. Nó khô. Nhìn cảnh thanh bình không cả nhà. Bên kia có trăng rồi nè cả nhà. Thấy không? Đó, trăng lên rồi kìa. Trăng tròn là rằm là đúng trung thu. Trăng tròn như cái đĩa. Lơ lửng mà không rơi. Bây giờ mình qua anh kia đi mát, mình qua cái thác kia đi nha ha. Đây. Nè cả nhà thấy nè, cái vườn cam này cả nhà. Giờ hơi tối. Cái vườn này là của xí xanh nhưng mà họ giống như họ tạo lên để cho public cho cộng đồng luôn đó ha má ha. Ừ. Ai vô tham quan chơi cũng được hết. Đây là kêu là của công cộng. Ai tới tham quan cũng được. Cả nhà cứ nghe tiếng ồn là máy bay bay qua bay lại hoài đó cả nhà. Nè ban đêm nè cả nhà, ban đêm họ mở đèn lên rồi nè. Cả một nguyên gia đình ở bên sau của Mỹ đó thì họ mang thức ăn tới đấy, họ ăn luôn nè cả nhà. Như một đại gia đình mười mấy người luôn á, họ tới đấy. Má, đây coi cây cỏ này lạ quá má, nó họ trồng cao mà giờ nó ra bông luôn nè. Má thấy bông cỏ không? Bông nè. Thấy không? Nó còn cao hơn cây mía nữa. Coi cái bông nó từ đây nó lên đây. Giống như cây hot dog vậy. Mình má tưởng tượng hay thiệt á chứ. Giống cây hot dog thiệt á. Trên đây trên này giống như cái cây ghim mà ghim cây hot dog á dữ ha. Giống như ngộ ha.
cả nhà nghe tiếng vạ kêu không? Ở đây chim cu vạ quá trời luôn. Vịt. Đó cái thác nước nó chảy ra cho cái hồ nước kìa cả nhà. Đó cái thác nước đó. Còn mấy cái cây này khổng lồ quá mấy hả? Giống như cây dương liễu vậy. Nó rủ xuống ha. Nếu mà cảnh mà thanh tĩnh quá mình cũng thấy hơi chán chán và sợ sợ hết cả nhà. Nhưng mà có tiếng ồn xung quanh cũng nghe vui. Đó bên đây là nước chảy. Nước chảy qua cái hồ nãy đó cả nhà. Nè qua bên đây cho cả nhà nghe tiếng nước chảy róc rách ha. Thì tới lại còn cái khác cho cả nhà nghe tiếng nước chảy róc rách như tiếng nước suối chảy hả mẹ ha. Giống như suối chảy. Cái nước này từ con nguồn ra đâu không nè. Đó đang đêm mà mở đèn lên nè. Cả nhà thấy không? Buổi trưa ra đây chắc mát lắm đó mẹ ha. Đó. Mùa hè ra đây chơi mát mẻ lắm cả nhà ơi. Mùa khách mấy không cảnh lắm á. Tuy nhiên cái khách nước nghe tiếng nước cũng vui lắm cả nhà ha. Cảnh đẹp ghê cả nhà thấy không? Ban đêm họ mở họ cho đèn lên rồi kìa. Đó. Bé Hằng vô học trường đây gần buổi sớm. Con không biết nữa, tùy theo lựa chọn của bé Hằng, nhưng mà trường này con thích. Trường này thôi. Trường này hồi xưa mới học nè cả nhà. Trường cũ bạn xưa. Đẹp ha, cảnh ban đêm con đẹp quá má hả? Má đứng ở đây con chụp chân tấm hình nè. Cảnh ban đêm con đẹp theo cảnh ban đêm hết cả nhà. Mấy cây này nó rủ xuống giống như cây liễu vậy. Sau lưng cũng đẹp mà. Đúng rồi, giờ mặt trăng lên rồi, tại vì gần tới ngày rằm á, trăng tròn mà. Chưa tròn lắm hả? Bữa nay ngày 10, ngày 11 gì á. Tính hai trái hả? Coi chừng cho hai trái mất công người ta cột lại đó. Ở đây mà người ta phạt cái là 5-700 ở cả nhà. Nôi đúng rồi. Má mát, cảnh đẹp lắm á. Wow. Má quay cảnh trên trời kìa. Cảnh đẹp ghê không cả nhà? Màu hồng hồng. Nhìn đẹp làm sao á. Sáng rực một góc trời luôn nè.